Iran cảnh báo tới Israel về các kế hoạch tiềm tàng nhằm tiến hành một cuộc tấn công lớn chống lại lực lượng Hezbollah ở Liban. Những tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, IDF, Trung tướng Herzi Halevi nói với các binh sĩ gần biên giới phía Bắc rằng chúng ta đang tiến đến thời điểm phải đưa ra quyết định liên quan đến một cuộc tấn công ở phía Bắc Israel, ám chỉ phía Nam Liban, nơi Hezbollah có tầm ảnh hưởng lớn. Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc cho rằng, Israel hiện vẫn chưa thành công trong cuộc chiến với Hamas và IDF có thể đối mặt với thất bại nặng nề nếu đối đầu với Hezbollah, lực lượng có tiềm lực quân sự mạnh hơn hẳn Hamas. Tehran lâu nay đã hậu thuẫn cho Hezbollah, lực lượng mà IDF ước tính đã tích lũy kho vũ khí lên tới 200.000 tên lửa, cũng như các loại vũ khí khác như máy bay không người lái, súng cối, vũ khí chống tăng và tên lửa dẫn đường chính xác. Phái đoàn Iran cho biết Đánh giá của chúng tôi chỉ ra rằng Hezbollah không mong muốn một cuộc xung đột như vậy, nhưng luôn sẵn sàng cho mọi tình huống. Hezbollah có đủ khả năng để tự vệ và bảo vệ Liban một cách độc lập mà không cần sự hỗ trợ từ Iran. Hezbollah là nhóm vũ trang hồi giáo dòng Shia, được Iran hậu thuẫn và cũng là một đảng chính trị lớn hoạt động tại Liban. Những ngày đầu xung đột, Hezbollah chỉ hạn chế ở các hoạt động như bắn rocket từ Liban vào các mục tiêu ở Israel. Israel cũng lập tức đáp trả bằng các cuộc pháo kích, tập kích máy bay không người lái. Tần suất giao tranh giữa quân đội Israel và Hezbollah có xu hướng gia tăng trong thời gian qua, với các cuộc đụng độ xảy ra nhiều lần ở biên giới. Phía Mỹ, bên đang kêu gọi lệnh ngừng bắn ở Gaza cho rằng, một khi Israel có thể tìm được tiếng nói chung với Hamas, thì tình hình căng thẳng giữa Tel Aviv và Hezbollah mới có khả năng ổn định hơn. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói rằng, lệnh ngừng bắn ở Gaza có thể dẫn đến sự bình yên ở biên giới giữa Israel và Liban, chấm dứt các cuộc đọ súng gây bất ổn, những cái chết và sự tàn phá ở cả hai bên biên giới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5 tháng 6 tuyên bố: "Chúng tôi hoàn tất chuẩn bị cho một hành động rất mạnh mẽ dọc biên giới phía bắc với Liban. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi sẽ khôi phục an ninh cho khu vực này." Tổng tham mưu trưởng lực lượng phòng vệ Israel, Haji Halevi, ngày 4 tháng 6 cảnh báo Hezbollah sẽ phải trả giá rất đắt vì liên tục hoạt động quân sự chống Israel trong 8 tháng qua. Theo Cơ quan Quản lý Thiên nhiên và Công viên Israel, các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah gây ra nhiều đám cháy lớn ngoài trời tại khu vực Galilee và cao nguyên Golan, miền bắc Israel. Phản ứng lại đe dọa của giới chức Israel, Phó Thủ lĩnh Hezbollah, J. Nam Kusem tuyên bố không tìm cách mở rộng xung đột với Israel, nhưng sẵn sàng chống lại bất kỳ cuộc chiến nào. Ông Kusam nói thêm, bất kỳ sự mở rộng giao tranh nào của Israel và Liban cũng sẽ dẫn đến sự tàn phá, hủy diệt và biến động ở chính nước này. Trong một diễn biến liên quan, anh cảnh báo Israel sẽ phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Liban vào khoảng giữa tháng 6, đồng thời đề xuất Liban cần tiến hành các kịch bản chuẩn bị cần thiết cho chiến tranh. Bối cảnh xung đột giữa Hezbollah và Israel diễn ra song song với cuộc chiến ở Gaza. Các nhà phân tích nhận định nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa hai bên đang trên bờ vực. Theo truyền thông Israel, lời kêu gọi phát động cuộc chiến vào Liban được Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvi đưa ra sau chuyến thị sát sáng nay đến thành phố Kiryas Mona, một trong những địa phương xảy ra cháy rừng nghiêm trọng do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah từ hôm mùng 2 tháng 6 vào miền Bắc Israel. Trong một video ngắn đăng trên mạng xã hội X, ông Ben Gvi cho rằng Hezbollah đang đốt cháy Israel và nước này cần phải tiến hành động thái quân sự mạnh mẽ hơn vào Liban để hủy diệt Hezbollah. Theo Cơ quan Quản lý Thiên nhiên và Công viên Israel, các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah từ hôm 2 tháng 6 đã gây ra nhiều đám cháy lớn ngoài trời tại khu vực Galilee và cao nguyên Golan ở miền Bắc Israel. Cho tới thời điểm này, hỏa hoạn đã thiêu rụi diện tích cây cối lên tới gần 2.500 ha, trong đó có một số khu vực bảo tồn tự nhiên. Tại một số địa phương, quân đội Israel đã phải tham gia hỗ trợ chữa cháy cùng lực lượng dân phòng. Trong một diễn biến đáng chú ý liên quan, truyền thông Liban hôm nay đưa tin, một quan chức Anh đã cảnh báo Liban rằng Israel sẽ phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào Liban vào khoảng trung tuần tháng 6 này. Nguồn tin không nói rõ danh tính của quan chức Anh nhưng khẳng định nhân vật này đã khuyến cáo Liban cần tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết cho chiến tranh. Giao tranh qua biên giới giữa Israel và Hezbollah nổ ra ngày 8 tháng 10 năm 2023, chỉ một ngày sau khi quân đội Israel phát động chiến dịch tấn công vào giải Gaza. Các thủ lĩnh Hezbollah khẳng định nhóm này sẽ chỉ xem xét dừng lại các cuộc tấn công vào Israel sau khi quân đội Israel chấm dứt chiến dịch quân sự chống người Palestine ở giải Gaza. Nhiều nhà phân tích lo ngại lần đối đầu đẫm máu này giữa hai bên đang ngày càng tiến gần hơn tới giới hạn của một cuộc xung đột toàn diện tương tự như cuộc chiến thảm khốc mùa hè năm 2006 khiến hàng nghìn người thương vong. Lính cứu hỏa vào đầu ngày thứ ba đã nỗ lực dập tắt các đám cháy trên khắp miền bắc Israel một ngày sau khi chúng bùng phát bởi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mà Hezbollah phóng từ Lebanon. Hầu hết các đám cháy sau đó đã được kiểm soát vào buổi sáng ngày 4 tháng 6. Cơ quan cứu hỏa và cứu hộ Israel cho biết hơn 30 đội cứu hỏa đã làm việc xuyên đêm để dập tắt các đám cháy, dẫn đến việc đóng cửa một số con đường lớn ở khu vực Galilee. Một tuyên bố từ Sở Cứu hỏa địa phương nhấn mạnh rằng không có mối đe dọa nào đối với con người hoặc nhà cửa vào thời điểm đó, đồng thời nói thêm rằng họ đang làm việc chăm chỉ để bảo vệ cộng đồng và tài sản. Tại Kiryat Mona, lực lượng cứu hỏa phải gian trải lực lượng khắp thành phố để kiểm soát ngọn lửa và đảm bảo hỏa hoạn không lan đến nhà dân. Cơ quan cứu hỏa trước đó cho biết nhiều sân, mái tre và mái của ít nhất một ngôi nhà đã bốc cháy. Tại Kibbut Kafa Kiladi, phía bắc thành phố, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một đội cứu hỏa địa phương đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa, đang xâm chiếm cộng đồng. Hỏa hoạn cũng đang bùng phát ở các khu vực Mau Adi và Amiat, nơi lực lượng cứu hỏa cho biết trọng tâm chính của họ là ngăn chặn ngọn lửa lan rộng hơn sang các khu vực khác. Sở cứu hỏa cũng đang nỗ lực kiểm soát đám cháy bùng phát một ngày trước đó tại Keren, Naphtali. Lực lượng phòng vệ Israel đang hỗ trợ các nỗ lực chữa cháy, đồng thời xác nhận thêm rằng 6 quân nhân dự bị đã bị thương nhẹ do ngạt khói và đang được chữa trị tại bệnh viện. Trung tâm y tế Zip ở Safit đã điều trị cho 5 công dân cũng bị thương nhẹ do ngạt khói. Các vụ hỏa hoạn xảy ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh xuyên biên giới giữa Israel và Hezbollah ngày càng gia tăng, trong đó nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này đã bắn nhiều loạt đạn vào Galilee và cao nguyên Golan trong những ngày gần đây. Theo giới chức Israel, một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah vào Chủ nhật đã gây ra cháy và cháy rừng trên diện rộng Kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái, các lực lượng do Hezbollah lãnh đạo đã tấn công các cộng đồng và đồn quân sự của Israel dọc biên giới gần như hàng ngày để hỗ trợ lực lượng Hamas ở Gaza. Cho đến nay, các cuộc giao tranh ở biên giới đã khiến 10 thường dân, 14 binh sĩ phía Israel thiệt mạng. Hezbollah đã liệt kê 328 thành viên bị Israel giết chết trong các cuộc giao tranh đang diễn ra, hầu hết ở Lebanon, nhưng một số cũng thiệt mạng ở Syria. Israel đã bày tỏ sự cởi mở với một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột nhưng đe dọa tiến hành chiến tranh chống lại Hezbollah để khôi phục an ninh ở phía bắc Israel, nơi hàng chục nghìn dân thường hiện đang phải di rời. Truyền thông Iran đưa tin vụ tập kích xảy ra vào dạng sáng ngày 3 tháng 6 gần Aleppo, thành phố lớn thứ hai của Syria. Vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng và gây hư hại tại một số hạ tầng, nguồn tin cho hay. Trong số những người thiệt mạng có ông Said Abia, cố vấn của IRGC. Hiện chưa rõ cấp bậc của ông Abia, nhưng việc ông được bổ nhiệm làm cố vấn cho thấy ông có thể có cấp bậc cao với tư cách là một sĩ quan trong IRGC. Đây là vụ tấn công lớn thứ hai ở Syria trong vòng chưa đầy một tuần. Các nguồn thạo tin cho biết hai vụ tấn công này đều nhắm vào các mục tiêu của lực lượng được Iran hậu thuẫn. Do vậy, Iran nghi ngờ Israel đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Tel Aviv chưa lên tiếng. Sự việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang sau các vụ đáp trả qua lại hồi tháng 4 năm nay. Iran cáo buộc Israel tấn công tên lửa khiến tòa nhà lãnh sự của Iran ở CD bị san phẳng hôm 1 tháng 4. Tehran sau đó đáp trả bằng cách phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái về phía lãnh thổ Israel. Tuy vậy, hai bên vẫn giữ giới hạn nhất định vì không muốn một cuộc xung đột lan rộng ở khu vực. Hôm 26 tháng 5, Israel đã tiến hành cuộc không kích vào trại tị nạn ở thành phố Rafah, miền nam Gaza, khiến 45 người thiệt mạng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận quân đội nước này đã gây ra sai lầm bi thảm trong vụ việc. Trái ngược với sự phản đối gay gắt từ các lãnh đạo châu Âu hay Ả Đập, hiện Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa công khai bình luận về các diễn biến gần đây tại Gaza. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phải thừa nhận từ bi thảm là chưa đủ để mô tả về sự kiện hôm 26 tháng 5. Sau người phát ngôn nhà trắng John Kirby cho biết, Mỹ sẽ chưa có thay đổi chính sách nào ở thời điểm hiện tại. Ông John Kirby nói với báo giới hôm 28 tháng 5: Hiện tại tôi không có bất kỳ thay đổi chính sách nào để thông báo. Vụ không kích mới xảy ra thôi. nghĩ Israel sẽ điều tra vụ việc. Chúng tôi, tức là Mỹ, sẽ theo dõi chặt chẽ những thông tin có được từ quá trình điều tra này. Từ đó chúng tôi sẽ xem xét tình hình. Theo đài CNN, phát ngôn của ông Kibai rõ ràng cho thấy vụ không kích của Israel vẫn chưa vượt qua làn danh đỏ để buộc Mỹ phải thay đổi sự ủng hộ Israel. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden dường như sẽ chưa cân nhắc việc đình chỉ vận chuyển vũ khí hoặc viện trợ cho Israel. Ông John Kibai nói rằng hành động của Israel ở Rafah cho đến nay vẫn chưa trở thành một chiến dịch trên bộ lớn. Theo Mỹ, chiến dịch lớn được xác định khi hàng nghìn binh sĩ tiến vào khu vực này. Ông nhấn mạnh nếu điều đó tức là chiến dịch trên bộ lớn xảy ra, nó có thể khiến ông ấy tức là tổng thống Biden phải đưa ra những quyết định khác về sự hỗ trợ với Israel. Chúng tôi chưa thấy điều đó xảy ra vào thời điểm này. Cũng trong ngày 28 tháng 5, các nhân chứng cho biết xe tăng của Israel đã tiến vào trung tâm thành phố Gaza, báo hiệu một giai đoạn mới khi Israel tiếp tục tấn công thành phố phía nam Gaza này bất chấp sự phản đối của quốc tế. Liên quan đến diễn biến điều tra vụ không kích vào ngày 26 tháng 5, trong họp báo vào ngày 28 tháng 5, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari cho biết nước này đang xem xét khả năng vụ tấn công đã vô tình kích hoạt một kho vũ khí gần đó, làm bùng lên một vụ hỏa hoạn lớn và tan phá khu trại tị nạn. Ông Kibay cũng cho biết Mỹ sẽ xem xét đánh giá của Israel về sự việc. Ông cũng khẳng định mọi cuộc tấn công đều do Israel lựa chọn mục tiêu và Washington không cung cấp thông tin tình báo nào cho Ten Aviv. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh, "Hôm 28 tháng 5, ngay sau khi Mỹ nhận được báo cáo về vụ việc này, chúng tôi đã liên hệ với chính phủ Israel để bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về những gì đã xảy ra, yêu cầu thêm thông tin và kêu gọi họ tiến hành một cuộc điều tra đầy đủ."